Chào các bác đã theo dõi video trên kênh Cám Đất Việt nhé. Đây là những cái đơn cám mà hôm nay nhà mình đóng gói gửi cho anh em này. Đây đang tiếp tục đóng gói cám bi này. Đấy. Thì các bác gọi điện trực tiếp qua số điện thoại này để đặt cám giúp mình nhé. Nhà mình gửi trực tiếp đến tận tay anh em mà không qua bất cứ một cái khâu trung gian đại lý nào. Do vậy là các bạn cứ yên tâm. Ví dụ như đây, đóng gói cho anh em 1 cân. Thì nhà mình thì chuyên cám mi, chòe, màu và gáy, cùng giá là 200 một cân. Thì các bạn có thể lấy theo gói, chứ làm sao được 1 cân thì được miễn phí rồi. 1 cân nó thành đóng thành gói như này này các bác. Đây, cái gói thì nó sẽ như thế này. 1 cân thì được 4 gói như mình đang cầm trên tay, cùng giá là 200 ngàn một cân. Tương tự cám chòe, màu và gáy cũng vậy thôi. Đấy. Đây là một số anh em này. Đấy, cám gáy đi thành phố Hồ Chí Minh này. Chung là tất cả các tỉnh nha các bạn, miễn phí ship trên toàn quốc. Đấy, anh em nào lấy theo gói này, chòe màu này. Đấy, đây, chòe mi này, tại Lâm Đồng này các bạn. Rồi đây, và anh em Ninh Bình này, lấy mấy cân mi luôn này. Đây, Hà Nội này. Nói chung là các tỉnh, Phú Thọ này, chòe mi. Đây, Hà Nội tiếp này. Hà Nội này. Tỉnh xa hơn nó Quảng Ninh này. Bình Phước này, nói chung các tỉnh nha anh em. Đấy. Và đây nhà mình đang tiếp tục đóng tiếp, đang đóng đơn nào đây cho đây, đóng tiếp các đơn này cho các bạn này. Đây là một số đơn đóng tiếp đây. Ví dụ như là anh em của Hải Phòng này. Đấy. Tiếp theo là của anh em Hà Nội đây. Anh lấy mấy cân mì luôn. Đây là cám chòe nha các bạn. Để hết trong với cái thùng này. Màu này đang. Thì các bạn lưu ý giúp cám Chim Đất Việt nhé. Nhà mình thì không có gửi qua bất cứ một đại lý cửa hàng nào đâu, là mình sẽ gửi trực tiếp tới tay anh em trên toàn quốc. Đấy. Thì bây giờ hôm nay là ngày đầu tháng 8 đây, đây là một đơn nữa của anh em này. Ở anh em tận Phú Quốc này, gửi các mẫu các đơn cho anh em. Và lưu ý lại với các anh em một chút nữa là cái sản phẩm của cám Chim Đất Việt ấy, thì các bạn mỗi một loại chim nó sẽ có một cái công thức riêng dành cho từng loại, và mỗi một loại thì chỉ ăn một loại cám thôi, ăn ổn định quanh năm luôn nha các bạn, ổn định quanh năm luôn, không có cần thay này. Đồng Nai này, đây anh em lấy mấy ký, mấy ký của anh em của Hưng Yên này, đấy, lấy mấy ký luôn, đấy, một số anh em khác, em lấy mấy ký thành cái bịch coi này, đấy, 5 ký một mỗi lần anh lấy mấy ký luôn. Đấy, một lần nữa thì cảm ơn tất cả các anh em đã luôn luôn theo dõi, ủng hộ cám Chim Đất Việt nhé. Nhà mình sẽ tiếp tục đóng gói các cái sản phẩm gửi tới anh em.